của em hay đi cùng tôi, mày đã ra đây trước rồi. Tôi bây giờ mới ra. Ghê. Chào, tình hình nào rồi? Ăn uống gì không? Chép hay diếp? Tôi mày đi ra sau về ra xem mấy con rồi. To không? Vài con. Ấy à? Ghê đấy. Thôi bây giờ tôi câu lại nhá. Ao bên kia là đầy hết nhỉ? Đây đâu anh? Bên kia. Nước đầy à? Ừ. Chép còi. Cho một anh cục con con tăm tăm. Đây ạ.
Bây giờ quay cận cảnh cá ăn mồi cho bác xem. Hôm nay anh đánh ở trên ao. Hôm nay trả được chép tuần trước thôi. Cũng có cá rồi đấy. Hôm nay chép không đi ăn. Ngồi lên lòng. Đi xuống đây, đang giật trước giật xuống. Bé quá ta. Ui dùi. Mà tạm lên kìa. Ây da, cái gì vậy? Hôm nào làm buổi live show nữa nhỉ? À, live stream á? Live show cả nhà. Cuối tháng. Một tí. Núi trời. Cho cuộc đời tôi đi về. Tình hình là trời sắp mưa to các bạn, anh em tôi sắp phải về rồi. Bão bay ngả ô.
ngược. Ui ôi ôi. Ui ôi ôi. Giếc à? Giếc. Ui xì. Xe bằng giếc. Đây rồi. Con gì đây? Ui, con gì đây? Ui, giếc to thế. Ui giời ơi. Ui ôi. Khéo. Ui giời. Ui giời. Kinh, con này bằng bao nhiêu? 4 ngón tay à? Hả? Cho bác xem giếc ấy. Ui. To ghê. Kinh chưa? Quá đẹp. Đây cá to. Ui rồi ôi. Tha cục lủng quả đấy. Đây rồi, mình về chưa nha. Thôi, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Chơi tiếp đi. Đồng chí này chưa hoàn thành. Vẫn phải câu tiếp. Nhưng mà chưa hết run thì câu nốt mồi vậy. Vẫn còn run. Rồi. Nốt mồi. Cái quả này mà câu được thì còn run thì cũng về. Ôi rồi. Ôi tầm đi kia. Thì tiếc nhé. Sao muốn về đây? Đây rồi, giá rồi. Sập. Thôi, tôi dừng ở đây thôi. Quyết định không câu nữa. Thôi, bây giờ chiều muộn rồi, anh em tôi đi về chuẩn bị cơm nước. Đây là thành quả của anh em ngày hôm nay. Hôm nay đa số là cá diếc. Với cả chép khoảng cua đấy. Được khoảng độ hơn 3 cân giếc. 4 cân. Nếu các bác thấy thích những video của tôi thì hãy bình luận ý kiến, đóng góp và chia sẻ các video và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhá. Xin chào các bác và hẹn các bác ở những video tiếp theo. Chào các bác nha. Này móm nhiều lắm, con cua. Cái này mà gọi là móm.